Choixiga xin chào tất cả các anh em. Chắc chắn là các anh em khi mà chơi xì gà nhiều thì không thể không biết đến hãng Cohiba được. Bởi bản chất Cohiba là một hãng xì gà có lẽ là danh tiếng nhất thế giới. Nhưng mà không nhiều người biết đến hãng Cohiba lại còn có một loại thuốc lá Cohiba dành cho những người gọi là hút nhiều. Sản phẩm này là dòng rất là nổi tiếng, được thừa hưởng nguyên vẹn độ nặng như mùi của xì gà Cohiba. Sản phẩm này nó là một cây này, trong cây thì nó có 10 bao. Vâng, nó như một bao thuốc lá vậy. Vâng, và độ cũng như là mùi vị của nó thì y hệt điếu xì gà Cohiba thông thường. Đấy, đây các bạn có thể nhìn thấy. Và hiện tại thì Choixiga đang bán cây thuốc này với giá chỉ 550.000, tính ra có 55.000 một bao thôi. Mời anh em có thể là tham khảo tiếp tại website Choixiga. Anh em có thể hút và cảm nhận để đánh giá bên dưới nhá. Vâng, xin chào tất cả các anh em.